chương trình Chợ Tốt cuối tuần. Xin được mến chào các thính giả, chúng ta đang đến với Chợ Tốt cuối tuần và Kim Thanh và Thành Tài xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúc quý vị chúng ta sẽ có những ngày nghỉ thật là thoải mái bên cạnh người thân và gia đình bạn bè của mình. Khung giờ phát sóng của Chợ Tốt cuối tuần hy vọng là sau 2 tuần phát sóng thì quý vị cũng đã nhớ đó là chúng tôi phát trực tiếp từ 10 giờ 11 giờ cho đến 11 giờ 45 mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh FM 99.9 MHz, ứng dụng VOH hoặc là website của đài là voh.com.vn. Ngoài ra chương trình còn được livestream đồng thời trên fanpage của đài là Radio VOH. Và Chợ Tốt cuối tuần được thực hiện với sự phối hợp giữa Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trang mua bán rau vặt trực tuyến chợ tốt.com. Thưa quý vị, trong tuần này bên cạnh chủ đề chính là lựa chọn xe máy cho những người thích đi phượt thì chương trình vẫn sẽ cung cấp những thông tin mới về xe và công nghệ, và dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ có phần chơi trò chơi để nhận quà từ nhà tài trợ, bao gồm là nón bảo hiểm cho người gọi tới giao lưu và bình nước cùng túi đựng laptop cho người tham gia trả lời câu hỏi trong phần trò chơi. Như vậy là với cái phần quà là nón bảo hiểm thì Kim Thanh nghĩ là phần quà tuần này rất là hấp dẫn đúng không? Em cũng thích nữa, tuần này cũng thích quà hết mà không bao giờ được chơi. Cho nên là thính giả nào mà chúng ta muốn chia sẻ về cái chủ đề của tuần này thì chúng ta sẽ tham gia vào chương trình, và chúng tôi cũng thông tin chủ đề của tuần này đó là chúng ta sẽ lựa chọn xe máy cho những người thích đi phượt cùng với chuyên gia Lê Thượng Tiến đang ở trong phòng thu cùng với chúng tôi, và số điện thoại là 0283910466. Ngoài ra thì quý vị có thể lên fanpage của đài chúng tôi tại địa chỉ Facebook là Radio VOH, chúng ta vào phần livestream comment số điện thoại cũng như là cái câu hỏi thì bộ phận thư ký cũng sẽ kết nối đến quý vị để chúng ta chia sẻ về đề tài này. Hoặc là nếu mà chúng ta muốn mua hay là bán một cái món đồ gì đó, kể cả các món đồ đã qua sử dụng, ví dụ như là chúng ta mua bán xe máy chẳng hạn mà không biết phải bắt đầu ra sao, giá cả như thế nào, thì ngay bây giờ cũng hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline vừa rồi cũng như là phần livestream trên fanpage của đài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành một chút ít thời gian cho âm nhạc trước khi đến với trò chơi cũng như là một số tin tức đáng chú ý trong tuần. Kim Thanh nhắc lại là chương trình Chợ Tốt cuối tuần của chúng ta phát sóng từ 11 giờ cho đến 11 giờ 45 phút trên kênh FM 99.9 MHz mỗi thứ bảy hàng tuần, phát trên ứng dụng VOH và website của đài là voh.com.vn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là lựa chọn xe máy cho người thích đi phượt cùng chuyên gia Lê Thượng. Lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào đến bạn Thượng Tiến. Tiến xin chào chị và chào các bạn trên đài FM 99.9. Thì bây giờ nếu mà với cái chủ đề là xe máy dành cho những người thích đi phượt thì Kim Thanh muốn nói rõ là xe máy bình thường á, tại vì nhiều khi người sẽ hiểu đó là mô tô, mà mô tô thì giá thành thường là rất là đắt đúng không? Đúng rồi. Thì không phải là ai cũng có cơ hội sở hữu những cái chiếc mô tô để đi phượt, cho nên mình đang nói xe bình thường thôi, có thể là xe tay ga hoặc là xe số. Thì có lẽ là Tiến sẽ cho các thính giả những cái thông tin căn bản đầu tiên là bây giờ mình sẽ lựa chọn những cái chiếc xe, cái điều kiện như thế nào để nó phù hợp cho cái việc đi phượt. Vâng, với một chiếc xe mà để chọn đi phượt thì nó có các loại xe sau, đó là thứ nhất là xe tay ga, xe số hoặc là xe côn tay. Dạo này thì đang hot cái vụ là xe côn tay, rất là nhiều người muốn mua xe côn tay về để sử dụng. Thì thật ra thì để đi phượt có cái xe nào cũng có thể đi phượt hết. Mình mua một chiếc xe cúp về vẫn có thể đi phượt bình thường, hay là một chiếc xe thật là cũ cũng có thể đi phượt bình thường. Xe lít được phải không anh? Xe lít thì càng tốt nữa. Mình sẽ nói về cái lý do tại sao chọn xe lít là một cái xe đi phượt tốt. Dạ, cốp rộng, cốp rất là rộng, đựng đồ được. Chính xác. Người ta né đi hết. Không, thì bởi vậy các chị Ninja lít nổi tiếng là vì cái dòng xe đó nó có ưu điểm là như vậy. Vâng, và cái quan trọng khi mà lựa chọn một chiếc xe đó là mình phải cảm thấy nó phù hợp với cơ thể của mình. Bởi vì không phải ai cũng có chiều cao giống nhau. Có người thì chỉ cao 1,5m, có người thì cao tới 1,8m. Mà người 1,5m mà đi cái xe của người 1,8m thì chắc chắn là sẽ khó mà đi. Còn người 1,8m đi xe 1,5m thì nó lại không đủ cung cấp cái năng, cái công suất cái xe cho mình. Đó, thì qua đó thì cũng là một số cái thông tin cho các bạn khi mà lựa chọn xe. Thì hiện tại thì mình sẽ nói về những cái dòng xe mà có dung tích xy lanh dưới 175cc. Đó là những dòng xe có giá nó rẻ nhất thị trường, và cũng là những dòng xe mà các bạn có thể với tới mua xe một cách bình thường, không cần phải suy nghĩ nhiều. Mình sẽ nói về một cái lựa chọn đầu tiên, đó là xe tay ga. Tại sao mình nói về xe tay ga? Bởi vì xe tay ga là một cái dòng xe ít ai nghĩ là dùng để đi phượt. Nhưng mà thật ra thì mình đã từng sử dụng xe tay ga để đi phượt thì mình cảm thấy nó là một cái xe khá là hoàn hảo cho cái chuyện đi phượt.
Bởi vì sao? Bởi vì khi sử dụng xe tay ga thì các bạn chỉ cần suy nghĩ tới cái chuyện đó là vặn ga đi là cái xe nó chạy rồi. Rồi, không cần phải vô số, không cần phải suy nghĩ những cái điều gì đó khác. Rồi xe tay ga nó có cái cốp, rồi nó có chỗ để hành lý, và những cái ngày trời mưa thì chúng ta cũng cảm thấy là thoải mái hơn, đúng không? Còn đi xe số thì qua hàng dũng nước mình sẽ bị ướt chân, rồi trời mưa thì mình có chùm cái áo mưa đi thì mình cũng bị ướt xung quanh. Còn đi cái xe tay ga thì nó không có chuyện đó. Với lại cái áo mưa nếu mà xe tay ga thì nó sẽ trùm được hết, an toàn hơn cái chỗ là nó không có bị cuốn vào cái bánh xe. Chính xác, nó không bị cuốn vào sơn và bánh xe. Mình đã từng thấy một trường hợp và chính mình cũng đã từng bị, đó là nó bị cuốn vào sơn của bánh xe và nó kéo mình giật lại, mình hết hồn và nó rách nguyên cái tà áo mưa luôn. Rất là nguy hiểm. Nhưng mà thật ra nó bị một cái là Kim Thanh thấy là nếu mà đi phượt thì thường người ta hay đi cái quãng đường nó xa. Mà nó xa thì người ta sẽ ưu tiên lựa những cái xe nào thứ nhất là ít hao xăng. À, cái thứ hai nữa nó có cái độ bền, ví dụ như cái máy chạy nó lâu nóng lên đó thì nhưng mà cái đó thì cái dòng xe tay ga lại khó đáp ứng, đúng không? Rồi. Đúng rồi. Và khi mà chúng ta nói tiếp đến cái chuyện đó là sử dụng cái xe số thì trên thị trường có cái dòng xe như là Way hoặc là Sirius, thì những cái dòng xe đó là cũng là những cái dòng xe mà được rất là nhiều người bạn của mình sử dụng làm xe để đi phượt. Và khi mà nói về xe số thì chúng ta sẽ nói về chuyện đó là xe cũ và xe mới, thì nên mua xe cũ hay nên mua xe mới. Bạn mình nó có nói với mình một câu khá là đúng, đó là một chiếc xe hư có thể sửa được, nhưng mà một chiếc xe cũ không bao giờ làm cho nó mới được. Cho nên là lời khuyên của mình là nếu như các bạn mà có một số tiền đủ để mua xe mới thì nên mua xe mới. Đừng cố gắng mà chúng ta mua một chiếc xe cũ dòng cao hơn nhưng mà về cái tiền sửa của mình nó cũng căng lắm. Nhưng mà thật ra là xe cũ nó có những cái trường hợp giống như là khoảng 90% mới, 80% mới thì nhiều khi nó không đến mức, đúng không? Đúng rồi chị. Thì cái trường hợp 90% mới đó là cái xe gọi là xe chạy lướt. Còn nếu mà dưới 90% thì khi mà mua về chúng ta phải thay thế một số bộ phận thì chúng ta mới cảm thấy an toàn khi mà sử dụng. Ví dụ như với xe số thì mua về thì chúng ta phải thay sơn, thay nhông sơn dĩa, rồi thay cặp vỏ, rồi chúng ta phải xúc rửa bình xăng, xúc rửa hệ thống bơm xăng, tất cả những cái điều đó chúng ta phải làm thì cũng tốn một khối tiền rồi. Và nếu mà so sánh giữa cái việc mua xe mới với lại mua xe cũ về mà mình giống như lên máy lên đời thì có lẽ là cái xe cũ nó sẽ tốn hơn hay là như thế nào? Nếu mà lên đời thì cái xe cũ chắc chắn sẽ tốn hơn chứ. Nhưng mà nếu mà vậy thì cái căn bản nhất là tiến nghĩ là khoảng bao nhiêu tiền là đủ để có thể là mua một chiếc xe mà an toàn đi phượt? Mới cách đây mấy ngày mình có gặp ở ngoài đường một anh chàng người nước ngoài, ảnh đi một cái xe mà mình không thể biết đó là cái xe gì. Tại nó nát quá. Nát quá và nó được từ chuyên ngành gọi là customize lại, nó được chỉnh sửa lại theo cái ý của ảnh muốn. Và ảnh sửa, mình nói thật, mình nhìn xong mình thấy là ở dưới cái lốc máy là nó bị cà luôn cái logo của cái hãng, mình không biết là của cái hãng xe nào cả. Nhưng mà qua nhìn thấy cái xe của ảnh thì mình mới nhận ra một điều, đó là ảnh có mua cái xe cũ thì cũ về với cái giá trị thì mình nghĩ cái xe đó chắc chừng 5-7 triệu gì đó. Sau đó anh bỏ thêm 5-7 triệu nữa để anh làm cái xe đúng theo ý của ảnh, để anh có thể đi khắp cái đất nước Việt Nam này. Nhưng mà cái đó thì nó hay ở một cái chỗ là chưa chắc mua xe mới thì làm được như vậy. Đúng rồi, tại vì mua xe mới về mà mình đề ra mình làm những cái trò đó thì nó hơi sót. Không, thật ra là phải hỏi kỹ lại, bởi vì thật sự ra tại cũng từng một thời gian là cũng dùng xe đi xa, thì rõ ràng mình mua cái xe mới mà đi xa lần hai lần là nó thành xe cũ rồi. Đúng rồi. Thành ra nếu mà thật sự mọi người nó nói tới tần suất mình đi và cái độ dài mình đi á, thì mọi người có thể suy nghĩ là mình đi nhiều như vậy thì mình nên mua chiếc xe cũ thôi. Mình cứ đắp đồ vô tới khi nào mà sorry là nó không xài được nữa thì mình có mua chiếc mới, chiếc khác nữa thì nó cũng đỡ sót tiền. Đâu đó cũng như vậy. Tức là mua xe để phượt thì không nên mua xe mắc quá. Không nên mua xe mắc quá mà không nên mua xe mới. Tức là tùy mục đích sử dụng. Ví dụ như muốn khoe hình check-in sống ảo này kia thì có thể mua xe mới. Còn đi phượt thì miễn làm như thế nào mà cái đủ cái tính chất cho nó an toàn và nó đủ bền là cao nhất. Đúng rồi. Kim Thanh. Tùy nha, sống ảo là chụp lấy cái xe mà nát có bộ còn ngầu hơn là không, xe đẹp. Nó còn một cái vấn đề như vậy nữa nè. Tại vì đi phượt mà mình đi một mình thì cũng hơi buồn. Mà đi với bạn gái thì nhiều khi cô nàng nó lại kén xe thì sao? Đúng không? Có cái điều đó có thể xảy ra. Ví dụ như một số người bạn gái thì họ nói là ồ SH em mới chịu, chứ còn đi xe số em không chịu. Thì cái đó là mình phải linh hoạt giữa các nhu cầu. Nhưng mà Tài với lại Tiến nói, Kim Thanh mới chợt nhớ đến cái trường hợp là cái bạn mà đi phượt vòng quanh thế giới mà bằng xe máy á, lúc khi mà bạn đến nước Pháp đó thì báo chí đăng rất là nhiều cái xe máy, nhìn vô là mình cũng không biết đó là chiếc xe gì. Đúng rồi. Nó tàn khủng khiếp luôn mà mình không hiểu tại sao mà từ quốc gia này bạn chạy qua quốc gia kia
với chiếc xe như vậy. Dĩ nhiên là sau khi báo đăng tải thì hình như là bạn đã được một cái hãng tài trợ cho một chiếc xe mới xịn rồi. Nhưng mà trước đó thì từ cái hành trình Việt Nam mà vòng vòng qua tới Pháp rồi đi qua châu Phi rồi tất cả thì bạn có thể chạy được. Nhưng mà em chắc chắn với chị là tặng mới 1-2 ngày mà đi kiểu đường trường đó là xe cũng thành xe kỳ công. Cái xe bạn đó nhìn thì thấy tàn nhưng mà thật ra thì nội công rất là thâm hậu. Đúng rồi. Tại vì cái dàn vỏ trước vỏ sau rất là mới rồi, mình nghĩ cái động cơ cũng đã được chỉnh sửa rồi. Nhưng mà những người mà tạm gọi là phượt thủ đi, những người thích đi phượt, tức là bản thân họ cũng phải có một cái yêu cầu nhất định, tức là họ phải rành về xe một chút xíu. Chứ nếu mà ví dụ như là Kim Thanh đi, tay ngang không biết gì về xe cộ thì có lẽ là mình nên đi ké ai đó, hoặc là không nên đi phượt theo kiểu như vậy, đúng không? Theo mình đó là nếu như mà chưa có kinh nghiệm gì đi phượt thì nên đi ké hoặc là đi kèm để mà mình lấy cái kinh nghiệm. Sau đó là chính mình sẽ là người cái lựa chọn về xe hợp lý nhất. Tại vì chọn chiếc xe điều quan trọng nhất là mình phải thích. Bây giờ có hỏi ý kiến chuyên gia nhưng mà mình ok giữa Exciter với Winner chọn xe nào. Rất là nhiều ý kiến qua lại nhưng mà mình chọn theo số đông, chọn Exciter chẳng hạn. Sau đó về mà mình cảm thấy là ồ, trong đầu mình cứ mơ thấy Winner hoài thì không có nên. Đó, thật sự thì cũng không nên. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả. Và đầu tiên thì Kim Thanh nghe nói là Thành Tài có một câu hỏi từ một bạn đang xem livestream. Vâng, thì đó là bạn Nguyễn Vũ Phương Phượng Em, chắc là vậy. Bạn có hỏi một câu mà anh Tiến cũng vừa mới trả lời, đó là bạn muốn mua xe Phượt nhưng mà bạn cũng đang phân vân giữa Winner của Honda và Exciter của Yamaha. Thì đây là hai dòng xe Taycan mà rất nhiều bạn trẻ rất là yêu thích đi chạy ngoài đường. Thì và mua xe cũ thì cần lưu ý điều gì? Anh Tiến có thể giúp bạn. Cái câu hỏi là mua xe cũ thì cần lưu ý điều gì thì chút nữa mình sẽ trả lời. Còn Exciter Winner thì mình biết là cái câu trả lời của mình sau đây thì sẽ khiến cho các bạn có thể đâm chém nhau rất là nhiều. Vâng, thì cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đầu tiên về Exciter và Winner đó là cái khả năng vận hành. Thì chiếc Winner nó có 6 số, chiếc Exciter chỉ có 5 số. Đó là điều đầu tiên các bạn phải cân nhắc. Và chiếc Exciter là cam đơn và chiếc Winner là cam đôi. Thì giữa hai cái động cơ nó đã có những cái sự khác nhau rất là rõ ràng. Nếu như các bạn muốn chọn chiếc xe mà có khả năng tăng tốc tốt, mạnh, ga cuối thật là cao, thì mình đã từng thử chiếc Winner ở nước ngoài. Ở tốc độ cao nhất của nó có thể lên tới 143-145 km/h. Wow. Còn chiếc Exciter thì nó tầm khoảng 137-138 km/h. Ủa, thật ra là không có chênh nhau nhiều. Không, ở cái mức động cơ 150cc thì sự chênh nhau đó đã là nhiều rồi. Vâng. Và thêm một điều nữa đó là thường những bạn mà mua Winner hoặc Exciter về mà đi phượt á, thì mình có một lời khuyên như thế này. Chiếc Winner sử dụng để đi đường trường rất là tốt, nhưng mà chỉ để đi đường thẳng thôi, nó ôm cua không tốt bằng Exciter. Đó, cái sự ôm cua không tốt đó nó rất quan trọng. Ví dụ như các bạn sử dụng xe để mà đi những cái đường đèo dốc thì chúng ta cần cái xe có khả năng ôm cua tốt, ôm cua tốc độ cao. Thì chiếc Winner sẽ không đáp ứng được điều đó. Nhưng bù lại thì chiếc Winner nó cao hơn, phục nó ngon hơn, và các bạn có thể đi những cái đường ổ gà, đường xấu dễ dàng, không có cần phải suy nghĩ. Còn chiếc Exciter thì nó cũng cần phải lăn tăn tí xíu. Tóm lại là mua hai chiếc để đường nào thì đi. Đúng. Tùy theo phù hợp. Tùy đường phường mà mình chọn lấy xe nào mình đi. Rồi, về cái lưu ý khi mua xe cũ hả? Cái lưu ý khi mua xe cũ đó là mình sẽ chỉ cho bạn một số kinh nghiệm khi mà xem xe cũ. Đó là chúng ta mua chiếc xe cũ mà có trị giá tầm, với những xe dưới 150 phân khối thì trị giá nó nằm khoảng tầm dưới 30 triệu là hợp lý. Mình bỏ Winner với Exciter qua một bên. Mình chọn những cái xe thí dụ như Way Rim hay là những cái xe mà thấp cấp hơn. Đó. Thì những cái dòng xe như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ đến một cái điều quan trọng, đó là khi mua về chi phí chúng ta bỏ ra để thay thế những cái bộ phận đã bị mòn là bao nhiêu. Thì muốn biết điều đó thì chúng ta đầu tiên phải nhìn vào bộ nhông sinh dĩ của cái xe. Cái bộ nhông sinh dĩ là chi tiết nó sẽ hao mòn đầu tiên. Nếu mà bộ nhông sinh dĩ nó còn mới thì có thể là chủ xe đã thay rồi, hoặc là chủ xe đi ít dựa vào số đồng hồ km mà chúng ta xem. Ngoài ra thì chúng ta có thể ra nhìn vào cái bề mặt của thắng đĩa trước hoặc thắng đĩa sau, chúng ta sờ thử xem nó bị mòn nhiều hay không. Tại vì ít ai đi thay cái thắng đĩa mới để mà bán lắm. Người ta có thể thay bộ vỏ hoặc thay nhông sinh dĩ nhưng mà không ai thay cái đĩa trước cả. Đó, chúng ta chỉ cần sờ vào đó chúng ta cảm nhận được là nó mòn bao nhiêu thì chúng ta sẽ biết là xe nó đi nhiều hay không. Ngoài ra chúng ta cần phải quan tâm đến động cơ. Tại vì động cơ có thể nói là một cái trái tim của chiếc xe rồi. Thì cái động cơ thì các bạn cần phải lắng nghe xem là nó có cái tiếng động gì lạ hay không. Hoặc là nếu mà trường hợp tốt nhất đó là các bạn hãy
dẫn cái người bán xe đó vào một trung tâm nào đó của Honda, của Yamaha gì đó, thì họ sẽ có một cái gói gọi là kiểm tra xe mình hình bảo dưỡng cho trọn bộ cái gì. toàn bộ, rồi sau họ sẽ cho cái lời khuyên là xe này đã xử cái gì, đã thấy cái gì rồi đó. Wow. Nói chung là nghe xong là nó ù tai hết luôn. Đối với một người mà không có chuyên mảng như là Kim Thanh thì thấy cũng khá là phức tạp. Và bây giờ thì chúng tôi đã nhận phần thắc mắc của thính giả qua số điện thoại 0283910 4866. Chương trình xin được chào thính giả đầu dây bên kia. Alo. Dạ em chào chị Kim Thanh ạ. Chào chuyên gia. Rồi, bạn tên gì bạn ha? Dạ tên Thành ạ. Thành đúng không bạn? Dạ đúng ạ. Rồi, Thành trò chuyện cùng với bạn Tiến đi ha. Bạn muốn hỏi gì nè? Chào Dạ Thành. chuyên gia. Em muốn hỏi là trước khi đi phượt thì mình cần kiểm tra những bộ phận nào của xe là quan trọng nhất ạ. Vâng, cái câu hỏi này thì mình sẽ trả lời sau đây, nhưng mà các bạn có thể lên mạng sau này khi mà nghe câu hỏi của mình xong thì có thể lên Google bấm gõ cái từ khóa mà các bạn vừa mới hỏi á, nó sẽ ra một cái phần chi tiết hơn. Nhưng mà Google nguy hiểm lắm, nhiều khi là đọc ba bốn bài là nó đánh nhau tá lả luôn. Vâng, xin trả lời câu hỏi của bạn như sau, đó là chọn trước khi đi phượt chúng ta phải kiểm tra những cái gì trên xe. Thì điều đầu tiên đó là mình cũng nói về một cái thói quen sử dụng xe của người Việt Nam mình khá là xấu tính, đó là dắt xe ra và đi. Quan điểm của người Việt Nam mình là cứ dắt xe ra và đi và không cần quan tâm đến chuyện bảo dưỡng gì cả, và đó là một cái quan điểm vô cùng sai lầm. Và câu hỏi của bạn rất là hay. Thì cái điều đầu tiên các bạn cần quan tâm, nãy mình có nói động cơ là cái trái tim của chiếc xe, thì để cái động cơ hoạt động tốt thì các bạn phải thay nhớt trước khi đi. Trung bình thì với cái xe số bình thường các bạn có thể sử dụng khoảng 1.500.000 2.000 cây thì thay nhớt là vừa rồi. Và ngoài ra thì các bạn trước khi đi thì nên kiểm tra lại cái nhớt nó có bị đen hay bị lỏng hay không bằng cái cây thâm nhớt á, sau đó là chúng ta sẽ thay nhớt mới vào. Điều tiếp theo nữa đó là coi cái lớp xe, tại vì cái lớp xe nó rất quan trọng. Nếu như lớp xe các bạn mà bị nổ ở tốc độ cao thì các bạn sẽ liên quan tới tính mạng nữa. Thành ra là các bạn khi mà nhìn vào cái lớp xe sẽ xem là cái gai gió nó còn nhiều hay không, rồi coi giữa các rãnh nó có bị nứt hay không. Thì qua cái nhìn cái lớp xe đó thì chúng ta sẽ biết cái lớp xe nó còn hoạt động được tốt hay không. Cái tiếp theo nữa đó là kiểm tra bố thắng. Mình đã từng bị một trường hợp như vậy, mình kể cho bạn nghe. Đó là mình đi thay bố thắng ở ngoài tiệm rồi người ta không xiết con heo thắng lại luôn. Và mình Nó lỏng đi le vậy luôn. nó lỏng le là mình không biết, và khi mình đi đường xa sau đó mình bóp thắng vào và mình nói chết rồi sao mất thắng. Đó là một trường hợp đã từng xảy ra với mình. Thì cái phần thắng là cái bộ phận để giảm tốc cái xe và nó rất quan trọng, các bạn phải kiểm tra luôn. Rồi nãy mình có quên nói, đó là khi kiểm tra cái lớp xe thì chúng ta phải kiểm tra luôn áp suất lớp. Cái áp suất lớp thì trên thông số của nhà sản xuất thì chúng ta có cái bảng thông số, ví dụ như là từ 2 kg tới 2,4 kg. Nhưng mà các bạn kiểm tra xong và các bạn cân nhắc cái địa hình các bạn sẽ đi, ví dụ như chúng ta đi lên Tây Bắc chẳng hạn, thì cái đường Tây Bắc chúng ta không nên bơm lốp quá căng, bởi vì bơm lốp quá căng thì cái đường ở dưới là nó không có mịn, các bạn đi sẽ cảm thấy bị giằng. Còn nếu không thì nếu các bạn đi những cái đường như là đường Nha Trang, Vũng Tàu thì ok, cứ bơm lốp đúng chuẩn của nhà sản xuất là ok. Rồi, Thành còn hỏi gì nữa không Thành? Dạ, em có hỏi là giữa chiếc quay GS217 với chiếc Porsche 2018 thì cái chiếc xe nào mà mình đi cái đường mà khó khăn, đường gồng ghềnh nó tốt nhất ạ? À? Vâng, giữa hai chiếc xe này thì là hai chiếc xe khác phân khúc. Thành ra là theo mình đó là cái xe nào mắc hơn thì các bạn chơi xe đó. Chuyên gia này có vẻ là nãy giờ là ưa chuộng là xe mắc tiền. Bạn Thành cho mình hỏi là bạn biết là giữa chiếc Future, chiếc Way là chiếc nào mắc hơn không? Để chiếc voi chờ mắc hơn ạ. Đúng rồi, chiếc Future mắc hơn, và thật sự thì cái bộ phụ của Future nó cũng êm hơn rất là nhiều. Thành ra là nếu các bạn chọn xe mà để đi những cái đường xấu thì nên chọn chiếc Future, nó cũng bền hơn khá là nhiều. Rồi, được chưa Thành? Dạ được rồi, chị cảm ơn chị Kim Thanh, cảm ơn chị Nhi rất nhiều ạ. Đấy. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp chuyện với thính giả tiếp theo. Alo. Alo, em chào chị Kim Thanh, chào hai anh còn lại Chào ạ. bạn. Chào bạn tên bạn. gì? Bạn tên gì? Dạ em tên Khang đến từ Đài Vinh ạ. Rồi, bạn đặt câu hỏi cùng với bạn Tiến ha. Dạ em chào anh Tiến, rất là vui khi được biết anh và biết được chương trình Chợ Chốt được tài trợ trên VOH hôm nay. Em có câu hỏi gửi đến chương trình là chọn điện thoại thì em đã có kinh nghiệm chọn rồi, nhưng mà chọn xe đi phượt thì em chưa có kinh nghiệm. Thì em muốn hỏi anh là khi nói tới dòng xe đi phượt thì người ta nghĩ tới ngay dòng xe số, như vậy có đúng hay không? Tại vì em thấy ít có khi nào người ta sử dụng dòng xe tay ga mà em là người không
dạng giống như xe số thì em chạy không rành lắm, em thích chạy đi tay ga thì có được hay không, nếu mà chọn tay ga thì dòng nào có thể đi phượt được? Vâng, trước khi Tiến trả lời câu hỏi cho Khang thì Kim Thanh cũng cập nhật là phía nhà tài trợ Chợ Tốt có gợi ý một chút xíu về giá, đó là Chợ Tốt đang check giá ở Trà Vinh, tức là nơi bạn Thành đang ở, thì có 4 chiếc đang bán là giá dao động từ 25 triệu cho đến 35 triệu. Tức là chúng ta có thể vào trang chợ tốt.com để có thể tìm hiểu thêm. Và bây giờ thì chúng tôi cũng khép lại cái phần nhận cái đáp án câu hỏi từ các thính giả thông qua cái livestream cũng là số điện thoại của chương trình. Và chúng bên nhà tài trợ hiện đang lựa chọn những cái số điện thoại ngẫu nhiên thông qua cái phần chọn của máy tính để chúng ta trao quà lát nữa đây. Còn bây giờ chắc là mời Tiến. Vâng, câu hỏi của bạn cũng khá là hay. Bạn hỏi là hỏi gì mà hỏi lại cái mình quên. Xin lỗi. Tại chỉ là em quên. Vâng, chung là trước thì em hỏi rất là rồi mình nhớ rồi. Xe số, xe ga. Mình nhớ rồi. Vâng, cái đầu chương trình thì mình có nhắc đến cái điều đầu tiên đó là về xe tay ga. Tại vì rất là nhiều bạn quan điểm sai lầm đó là đi đường xa là phải là xe số, không phải xe tay ga. Thì các nhiều người nói là xe tay ga nó hao xăng, nhưng mà đó là một cái quan niệm từ cách đây khoảng 5 năm đổ về trước rồi. Còn xe tay ga bây giờ nó không hề hao xăng và thậm chí nó có thể đấu xăng với xe số luôn. Wow. Với điều kiện là phải dạy giữ tốc độ, một tốc độ ổn định, tốc độ ổn định, không tăng ga quá sốc. Đúng. Thật ra thì giữa xe số với tay ga thì nếu như xe số các bạn tăng ga sốc thì nó cũng hao xăng thôi. Đúng không? Nếu số 1 các bạn vặn thật là mạnh rồi xong rồi mới qua số 2 vặn thiệt là mạnh, nó cũng hao xăng thôi. Vâng, mình sẽ nói về những cái ưu điểm khi các bạn sử dụng xe số để đi phượt, xe tay ga chứ, xe tay ga để đi phượt. Thì xe tay ga nó có cái ưu điểm đó là có cái cốp. Thì cái cốp là một cái chi tiết mà các bạn cảm thấy là rất quan trọng. Đôi khi thì có còn hơn không, nhưng mà thật ra có cái cốp là một cái điều mà các bạn sẽ cảm thấy nó đem lại cho các bạn cái sự thoải mái khi sử dụng xe. Ví dụ như trên người các bạn sẽ có những cái đồ đạc như là điện thoại nè, rồi có bóp tiền nè. Nếu như các bạn sử dụng một cái xe số thì các bạn sẽ không có chỗ để chứa cái đồ quý giá của các bạn. Và nếu lỡ trời mưa xuống thì sao? Thì cái xe tay ga nó sẽ giải quyết cái điều đó rất dễ dàng. Và cái xe tay ga nó còn thêm một điểm nữa mà nhiều người không nghĩ tới, đó là cái tư thế ngồi của xe tay ga nó vô cùng thoải mái khi sử dụng trên đường xa. Ví dụ như các bạn mua một chiếc SH Mod hoặc là chiếc Liberty hoặc là một chiếc Medley của Piaggio hoặc là chiếc SH Việt Nam mới đó, thì cái tư thế ngồi của những chiếc xe tay ga này nó rất thoải mái. Các bạn để chân nó thẳng, tay cũng thẳng và đi hành trình cỡ 200 cây không hề cảm thấy mệt xíu nào. Không bị mỏi vai, không bị mỏi lưng mà cũng thoải mái để ngồi. Nhưng mà thật ra nếu mà đi xe số hay này kia, Kim Thanh thấy mấy bạn là có mua một cái thùng phía sau đúng rồi, để chứa tất cả mọi thứ, thì cái phần giải quyết đó nó cũng ổn đúng không Tiến? Đúng rồi, cái phần thùng phía sau cũng rất là ổn, nhưng mà phần thùng phía sau nó có thêm một vấn đề, đó là nếu như cái bát bạn làm mà không chắc á, nó rớt. Nó có thể rớt, hoặc là các bạn chứa đồ phía sau mà nhiều quá thì nó sẽ khiến cho cái cảm giác lái của các bạn nó không còn tốt nữa. Đó. Thì mình quay trở lại với câu hỏi của bạn vừa rồi, thì cái xe tay ga, mình nghĩ là nếu các bạn thích sử dụng xe tay ga thì mình khuyên bạn nên sử dụng cái xe tay ga bạn đang sử dụng. Bạn lái xe số không rành thì nên bỏ qua cái lựa chọn xe số đi. Mình không muốn bạn mua một cái xe tay côn về mà bạn mới tập chừng tuần hai tuần sau đó vác đi phượt thì sẽ có những cái sự cố xảy ra không mong muốn. Mình không muốn những điều đó xảy ra, nên là cứ mang cái xe tay ga đi phượt đi, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Rồi, được rồi đúng không Khang? Còn nữa hả? Rồi bạn hỏi đi. Nói chung là cũng cảm ơn chị Kim Thanh đã cập nhật tình hình xe ở khu vực Trà Vinh của em là còn 3 chiếc mà hiện tại đang bán lại. Cảm ơn chị thông tin này. Với lại em hỏi thông tin nữa là nếu mà dòng xe mà tay ga mà để dành đi phượt á thì dòng nào được đáng chú ý nhất ạ? Bạn có bao nhiêu tiền mà bạn dự định sẽ bỏ số tiền bao nhiêu để mua xe đó? Em nghĩ là em tầm 30 hoặc 35 ạ. 30 đến 35 triệu. Dạ. 30 đến 35 triệu thì mình nghĩ bạn nên suy nghĩ đến chiếc Honda E-Blade. E-Blade giá cũ thì cũng tầm đó. Giá cũ tầm đó. Là đời 2017 hay 2018 anh ạ? 2017 á, đời xe cũ á, tầm cỡ đó. Dạ. Cái này có thể nhờ bên Chợ Tốt chết dùng coi có chiếc E-Blade nào mà giá đó hay không. Thôi nó tốt nhất á thì sau khi mà giao lưu xong và bạn tự lên chợ tốt.com bạn tìm hiểu về cái phân khúc đó thì chắc chắn nó cũng sẽ có cái phần thông tin cho bạn ha. Dạ, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã hỗ trợ cho em trong ngày buổi sáng ngày hôm nay khi mà chọn dùng xe đi phượt. Em cảm ơn rất là nhiều anh chị ạ. Rồi, xin được chào bạn, và bây giờ có lẽ là thời lượng không còn nhiều, chúng ta sẽ dành cho thính giả sau cùng. Alo.
Alo. Chào bạn tên gì ha? Chị ơi, em tên là Triệu á chị. Ừ, rồi, bạn hỏi nhanh đi ha, mình không còn thời lượng nhiều. Em hiện tại em ở Đồng Nai á, em có nhiều lần đi phượt rồi nhưng mà hiện tại em đang đi phượt bằng chiếc xe quay. Nhưng sắp tới em có một chuyến tour đi Đà Nẵng á, em đang muốn mua một chiếc xe cũ đi Đà Nẵng nhưng mà em đang cân nhắc giữa chiếc Exciter với chiếc Suzuki Rider. Nhưng mà không biết là nên mua chiếc nào. Suzuki Rider. Để mà đi phượt như đạt đường xa như vậy. Bạn đi phượt, bạn có thường đi phượt không? Em cũng không thường xuyên lắm, em đi chắc ở chừng 5-6 lần à. Thường là em đi tour Đà Lạt với mấy con khoảng cả chừng 300 km đổ lại. Và anh định hỏi là trong vòng 1 năm thì bạn nghĩ trong đầu bạn sẽ có thể tham gia phượt được bao nhiêu chuyến? Chắc ở đâu đó khoảng cả chừng 4-5 chuyến thôi. 4-5 chuyến cũng tương đối nhiều. Thì giữa hai chiếc Exciter và chiếc Rider đúng không bạn? Dạ đúng rồi anh. Thì cái điều các bạn cần quan tâm đầu tiên đó là chiếc Rider tư thế ngồi của nó không thoải mái nhé. Chiếc Rider nó rất mạnh nếu mà so với Exciter, nhưng mà tư thế ngồi của chiếc Rider thì nó sẽ không thể thoải mái bằng chiếc Exciter được. Dạ. Đó thì bạn phải cân nhắc cái điều đó, bởi vì khi chúng ta sử dụng xe mà đi cái hành trình xa như vậy trên 300 cây thì cái tư thế ngồi là một cái điều nó sẽ ảnh hưởng tới các bạn. Bởi vì ngồi mà 300 cây các bạn ngồi cái tư thế của cái xe Rider, các bạn sẽ bị mỏi vai, mỏi bắp tay, mỏi lưng. Và thêm nữa đó là hành lý các bạn sẽ khó có chỗ để, chiếc xe tơ dù gì nó cũng đỡ hơn. Rồi, còn gì nữa không Triều? Nếu mà em ví dụ như chiếc Exciter mà em muốn mua thì giá nó mua cũ anh, giá khoảng tầm bao nhiêu vậy? Tại vì em thấy ở trên mạng bán cũng nhiều loại lắm, giá thì có vẻ người bán vé khoảng có chừng 40 mấy, có người bán 30 mấy, mà em cũng không biết là làm sao để chọn được một cái chiếc xe vé nó tầm rẻ rẻ mà ưng ý. Cái này thì hơi khó. Nếu mà chọn xe cũ thì chúng ta cần phải tìm hiểu về cái nguồn gốc của xe đó, hoặc là mua xe của người quen là tốt nhất. Còn không thì các bạn có thể lên Chợ Tốt và lựa chọn những cái xe ở trên Chợ Tốt, có rất là nhiều sự lựa chọn cho bạn. Và cái giá của xe thì nó luôn biến động theo thị trường, cũng như là nó có rất là nhiều mức giá. Và quan điểm của mình đó là xe mà giá càng cao thì nó càng tốt, vậy thôi. Nói chung hồi nãy giờ là ý của Tiến là luôn lựa chọn giá cao càng tốt. Và ở trên Chợ Tốt thì Kim Thanh vừa cập nhật là giá khoảng 22 triệu, tức là rẻ hơn cái phần bạn tìm hiểu rất là nhiều. Và ở đây nó là một cái trang trung gian mua bán, cho nên là khi bạn lên đó, bạn có thông tin của người bán, bạn có thể là điện thoại với người đó và liên hệ và kiểm tra xe. Nếu mà mình thấy mình ưng ý thì mình lựa chọn bạn ha. Có thể mua xe ở Đồng Nai được luôn đúng không chị? Đúng, được bạn. Dạ là để có. Còn nếu như mà bạn có thắc mắc thì có thể kết bạn Facebook với mình và họ chụp hình cái xe đó hoặc là cái bài viết đó, mình sẽ trả lời cho bạn. Vâng, trên livestream thì có Kim Thanh có tag bạn Tiến vào, thì bạn có thể tìm kết bạn và hỏi trực tiếp với Tiến ha.